Mà ở đây trong mạng có đánh dấu nó hơi bất tiện ha. Thì mình nếu mình tiện mình đánh dấu luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua trang này là trang số 9 nè. Đánh số 7 bên hông. Câu số 7 là Nam Mô quá khứ kiếp vi chánh pháp minh vi Như Lai. Mình biết rồi ha. Trong quá khứ Ngài là chánh pháp minh. Câu số 8 là bát vạn tứ thiên mẫu Đà La Ni Tý, tức là hình tượng 84.000 tay. Cái này mình không có thấy hình, mình chỉ nghe nói thôi. Số 9 là hình tượng thiên thủ thiên nhãn, là hình tượng ngàn tay ngàn mắt. Thứ 10 là tứ thập nhị tý, hình tượng 42 tay. Chữ tý nó là tay đó. Thứ 12 là nhị thập tý, tức là 20 tay. Nước Quan Âm có 20 cánh tay. Thập bát là 18, thập nhị là 12, rồi thập nhị là 12, rồi bát tý là 8 tay, tứ tý là 4 tay, rồi 15 là thiên chuyển, phải không? Thiên chuyển Quan Thế Âm, tức là Quan Âm này là Quan Âm chuyển luân thánh vương đó. 16 là thập nhị diện, tức là Quan Âm có 12 mặt. Thập nhất diện là Quan Âm có 11 mặt. 18 là chánh thú. Cái này là Ngài giới thiệu chánh thú Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở trong kinh, cái này là trích từ trong kinh Hoa Nghiêm đó, cái phẩm nhập pháp giới đó. Đồng tử Thiện Tài tham vấn Bồ Tát Quan Thế Âm và được dạy pháp môn Đại Bi Hạnh, và sau đó gặp Bồ Tát chánh thú đến pháp hội. Nhân đó Bồ Tát Quán Tự Tại chỉ cho Thiện Tài, hỏi Bồ Tát chánh thú: thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào Bồ Tát đạo? Cái này là nhắc lại một cái tích đó trong kinh Hoa Nghiêm. Rồi thứ 19 là tỳ câu chi. Tỳ câu chi, tỳ câu chi này là một trong 37 vị tôn vị Quan Âm đó. Rồi 20 là mã đầu Quan Âm. Hai cái danh hiệu kế tiếp đó, 20-21 là danh hiệu A-gia Yết Lị Đà. Thì cái tên gốc của A là cái tiếng gọi là hiện cái tướng giận, và ở trên đầu có đội cái mão hình con ngựa. Và cái vị tỳ câu chi này cũng vậy, nó hai vị này là một. Thì ở đây người ta giải thích á, sao mà gọi vậy? Bởi vì có nhiều khi mình vô chùa mình thấy á, có nhiều cái tượng á, trời ơi, nhìn cái mặt làm sao dữ dữ lắm. Nhưng mà cái dữ đó là nói lên cái gì? Vì có những cái người họ ở cái dạng dữ dằn như vậy đó, mà mình hiền hiền mình tới mình nói họ không nghe đâu, phải không? Phải có những cái người ngang bằng như vậy rồi, nhưng mà ở bên trong đó là một cái trái tim của Bồ Tát. Quý vị có nhớ mình học cái này không? Ngoại hiện tướng sân hận, nội ẩn Bồ Tát tâm. Cái tướng ở bên ngoài là giận, nhưng mà cái tấm lòng ở bên trong là tâm của Bồ Tát. Ví dụ như nhiều khi mình rầy con, mình trợn mắt, mình rầy nữa, nhưng mà thiệt sự ra mình có giữ đến nỗi vậy không? À, mình hiện cái tướng giữ thôi, để cho nó sợ mình đã làm cái việc đó. Nhưng thật sự trong lòng của mình là một trái tim. Cho nên hai cái câu đó là âm lại.
Rồi 22 là Bồ Tát Quan Âm làm sạch các pháp, kêu là pháp tịnh. Pháp tịnh này là gì biết không? Tức là các cái pháp, tất cả những cái pháp gì mình cũng có thể mình làm cho nó an tịnh được hết. Ở trong kinh gọi là không có chấp trước đó. Bốn cái diệu hạnh của vị Bồ Tát là chúng sanh tịnh, pháp tịnh, biện tịnh, Phật độ tịnh, gọi là pháp tịnh. 23 là Bồ Tát Diệp Y, tức là áo lá sen. Diệp là cái lá đó. 24 là tiêu phục độc hại, tức là Bồ Tát tiêu mất những cái sự độc hại. 25 là danh hiệu bánh xe báo Như Ý, tức là Như Ý Bảo Luân. Chữ Luân là cái bánh xe. Thường thường quý vị thấy Bồ Tát ta cầm cái bàn tay Bồ Tát cầm cái bánh xe Như Ý đó, Như Ý Luân. 26 là viên mãn vô ngại đại bi tâm quán tâm Bồ Tát, là mật nói ra thần chú viên mãn vô ngại đại bi tâm. Kế đến là phá nhất thiết nghiệp chướng, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm chú này phá tan hết thải nghiệp chướng. Ma ha ma đầu ma chiên đàn ma ni tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ma ha là rộng lớn, ba đầu ma là hoa sen hồng, chiên đàn là một loại gỗ. Mà cái gỗ này á, cái đầu của nó nhìn giống như cái đầu trâu. Cái cây gỗ này nè, cho nên thường thường quý vị đọc kinh, quý vị thường hay nghe nói là ngu đầu chiên đàn á. Gỗ ngu đầu chiên đàn á, tức là cái cây gỗ trầm này nè, cái chiên đàn này nè, cái dáng mọc của nó ở bên Ấn á, là cái dáng của nó nhìn như cái đầu con trâu vậy. Cho nên người ta bên tiếng Phạn người ta gọi là ở trên một cái núi tên là núi Malakga ở bên Nam Ấn. Và cái gì vậy cho nên người Trung Hoa đã gọi cái gỗ này là gỗ ngu đầu. Ngu là con trâu, ngu đầu chiên đàn, thế là gỗ trầm mà có cái hình dáng của con trâu. Ngài vì diệt các não ác mà nói ra thần chú, cho nên gọi là diệt ác thú Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhiêu ích chúng sanh, tức là làm lợi ích cho chúng sanh. Năng mãn nhất thiết nguyện, tức là có thể làm cho tất cả những cái nguyện của chúng ta được thành tựu. Năng mãn là mạng đầy đủ đó. Năng cứu sản nạn là Ngài có thể cứu được những người lâm một cái nạn sản nạn, tức là nạn hư thai đó. Cụ đại bi tâm, đầy đủ tâm đại bi. Cụ đại từ là đầy đủ tâm từ bi. Địa ngục khai môn, tức là khai mở cái địa ngục, cửa địa ngục. Hiện chủng chủng âm thanh, Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện ra đủ các loại âm thanh. Hiện chủng chủng sắc tướng, hiện đầy đủ những cái hình tướng. Chủng chủng lợi lạc, làm đầy đủ những lợi lạc. Hiện chủng chủng cứu khổ, cứu nạn, cái gì mà có thể cứu khổ, cứu nạn được cho người ta, Ngài làm. Hiện chủng chủng thần thông. Mình đọc cái này mình thấy mình làm nổi, nhưng mà thiệt sự ra là mình làm được hết á. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói là bây giờ mình nói hiện chủng chủng âm thanh nè. Người ta nói tôi không có thích nghe giảng Phật Pháp, tôi nghe tôi buồn ngủ lắm. Bây giờ tôi chỉ thích nghe nhạc đạo thôi. Có phải không? Nếu mà người ta không thích nghe pháp âm thì giờ mình lấy cái gì âm? Nhạc âm. Thế thì mình lấy cái cuốn nhạc đạo đó. Thiếu gì bây giờ CD mà nhạc đạo thiếu gì? Ta nghe nhạc đạo mà ta không nghe mấy cái nhạc sầu khổ buồn đau, những cái nhạc rock and roll thôi cũng được. Người ta cần, rồi thí dụ như người ta nói tôi không thích nghe giảng, tôi thích nghe tụng kinh nè, có băng tụng kinh cho tôi nghe. Như vậy thì mình đáp ứng được những cái gì mà người ta mong cầu, là chủng chủng âm thanh.
Rồi cái người ta vô, ta nói tôi không thích Đức Quan Âm màu mè, tôi thích Quan Âm trắng đen. Rồi cũng phải đi kiếm hình Quan Âm trắng đen đưa. Tôi không thích Quan Âm đứng, hỏi sao vậy, đứng ngày khổ lắm, đứng hoài không có chịu ngồi. Có phải không? Cho nên bây giờ mình phải hiện chủng chủng sắc tướng, hiện chủng chủng âm thanh. Rồi bây giờ miễn cái gì mà cứu khổ cứu nạn, gọi là hiện chủng chủng cứu khổ cứu nạn, hiện chủng chủng thần thông. Như nãy Pháp Hòa nói đó, mình phải hiện thần thông. Thí dụ như bây giờ nè, có nhiều khi mình sống với một cái người nào đó mà người đã làm khổ mình dữ lắm, thì người khác họ nóng ruột, họ nói giờ bữa nào đó mình phải là làm lận trận cho người ta biết. Mình thấy chưa tới giờ tới lúc cái mình sao mình hiện cái sự nhẫn nhục, thì cái người chưa thấy mình chịu đựng cũng hay. Mình gọi là hiện chủng chủng thần thông. Cái thần thông của mình là chịu đựng được, thần thông của mình là chịu cực chịu khổ được. Chẳng hạn như mình thấy Việt Nam một người mẹ mà có 10 người con nuôi tỉnh queo à, mà ở đây mà ai mà có chừng 1-2 người con mà rên rên từ ngày sanh cho rên cho tới ngày vô dưỡng lão. Khổ lắm vì đủ thứ hết. Mà ở Việt Nam mà đâu có sung sướng như ở đây. Ở đây là tả không cần giặt nè, cái gì cũng sẵn hết mà cũng còn rên. Một người mẹ Việt Nam thiệt là đúng là, đúng là Đức Quan Âm hiện chủng chủng thần thông đó. Cho con bú, giặt tả, đút con ăn, đủ thứ hết. Có bao giờ mình ở chỉ có mình ở đây, người Việt hay từ Tàu mới có cái chuyện mà mớm cơm cho con chứ còn lại thành, phải không? Cho nên khi con biết đòi ăn, mẹ là người đút cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tống, mẹ là người thức hát ru con. Người mẹ hiện chủng chủng thần thông. Năng thoát ngũ nghịch trọng tội, tức là Đức Quan Âm có thể khiến người thoát được cái ngũ nghịch trọng tội. Pháp Hòa nói quý vị nghe, mới tức thì đây thì Pháp Hòa có một cái phone một Phật tử: thầy ơi con khổ quá, chia tay ở một mình như vậy nuôi thằng con cho tới bây giờ nó 30 tuổi rồi, mà nó chửi con mỗi ngày, nó chửi hơn con nữa, mà nó chửi con trước mặt vợ nó luôn. Rồi con nói với nó là giờ con có nói nặng mẹ đi nữa đó thì con cũng tránh vợ con. Vợ con ngồi đó mà con chửi mẹ không ra gì hết, rồi nó coi mẹ ra gì mà nó vẫn như vậy. Rồi Pháp Hòa mới hỏi gì cô ở chung hay ở sống chung hay sống riêng. Nó dạ con ở chung. Pháp Hòa nói ở cái xứ này khó mà sống chung lắm. Thôi bây giờ một là cô dọn, hai là nó dọn. Dọn để làm gì? Thứ nhất là để cho nó đừng có cơ hội nó tạo cái tội nữa. Thứ hai là để cô không phải buồn khổ, ngày nào cô cũng phải nghe những lời mắng chửi. Như vậy là mình phải làm cái gì đó. Pháp Hòa biết cô rất là thương con, cô không muốn rời xa nó. Nhưng mình rời nó không có nghĩa là mình ghét nó, mà mình không để cho nó có cơ hội để nó tạo cái tội ngũ nghịch này hoài. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Cho ở đây đó, mình có thể khiến cho người ta thoát được cái tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ. Giết ở đây đó, nó không phải nó cầm cây dao nó chết, nó giết đâu, hồi nãy cổ mới nói đó. Có nhiều lúc con muốn tự giận con chết cho rồi, nhưng mà con chưa can đảm con chết. Nhưng mà nó giết cổ bằng mỗi ngày mỗi cái lời nói của nó. Buồn giận nó mà nằm trên giường 3 ngày 3 đêm không bước xuống giường, nó cũng chớ hề nó hỏi một câu. Mình không có thể mình trách được. Có nhiều khi cái hoàn cảnh tiếp xúc này kia, mình nói ra như vậy không có để mình trách ai hết. Và để mình thấy mỗi con người của chúng ta, cái phước và cái nghiệp nó rõ ràng. Mình có con là có phước, nhưng mà cái phước đó nó chỉ 10% thôi. Khi nó lớn lên là đối xử với mình như thế nào?